Không chỉ chào đón các thí sinh từ những tỉnh thành lân cận khu vực thành phố Hồ Chí Minh, trường Đại học Văn Lang còn đón nhận rất nhiều sinh viên đến từ các tỉnh phía Bắc như Hà Nội, Thái Bình, Hải Phòng đến nhập học. Sau đây là những ghi nhận của chương trình tại trường Đại học Văn Lang. Ngay sau khi có điểm chuẩn bằng phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022, đông đảo thí sinh đã đến trường Đại học Văn Lang để xác nhận và làm thủ tục nhập học. Theo ghi nhận, nhà trường đã bố trí rất đầy đủ các khu vực từ nhận hồ sơ, kiểm tra các giấy tờ theo thủ tục nhập học, chụp ảnh thẻ, khám sức khỏe. Nhà trường còn có các khu vực tư vấn của những khoa ngành, các chương trình đào tạo chất lượng cao để sẵn sàng giải đáp các thắc mắc của thí sinh và phụ huynh về chương trình học, các môn học từ lý thuyết đến thực hành, thực tập ở trường. Không chỉ có lượng lớn thí sinh từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận từ phía Nam, trường Đại học Văn Lang còn có tân sinh viên đến từ các tỉnh ở phía Bắc như Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Lạng Sơn. Với các nhóm ngành là thế mạnh như thiết kế đồ họa, thiết kế mỹ thuật số, thiết kế thời trang, truyền thông đa phương tiện, trường Đại học Văn Lang được thí sinh phụ huynh tin tưởng vào chất lượng đào tạo cũng như những cam kết mà nhà trường đã thông tin đến sinh viên trong suốt quá trình học. Là tôi có một số đồng nghiệp và những người thân của mình là làm bên ngành xây dựng là cũng tốt nghiệp từ trường Đại học Văn Lang này và họ làm việc rất là tốt. Thì từ đó tôi mới hướng cho cháu nó vào trường Đại học Văn Lang này. Trường Đại học Văn Lang thì nói chung là vào đây cũng khá choáng ngợp đấy, rất là lớn, công tác tổ chức rất là ổn, vào tiếp đón và hướng dẫn rất là kỹ càng. Tôi hài lòng lắm. Và gia đình thấy trong Đại học Văn Lang này thì có cái ngành của con là phát triển hơn ngoài miền Bắc. Cho nên là vì vậy là gia đình đã chọn cho con ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Văn Lang thông báo nhận hồ sơ xét tuyển sinh bổ sung 50 ngành đào tạo đại học chính quy. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9 năm 2022. Trong số 50 ngành đào tạo đại học xét tuyển bổ sung năm 2022, trường Đại học Văn Lang mở 4 ngành đào tạo mới, đều là những ngành học thu hút sinh viên và đáp ứng nhu cầu nhân lực trong thời đại 4.0. Ngành công nghệ truyền thông, ngành công nghệ điện ảnh truyền hình, ngành hệ thống thông tin, ngành mạng máy tính và truyền thông dữ liệu.